Đi đâu ai cũng chửi tôi vô duyên hết trơn cái trời vậy trời. Ủa mà tôi có vô duyên không bà con? Giỡn nha. Tôi hỏi ông ba, ông ba ơi có nhà không ông ba? Chết cha, tao không có ở nhà. Không có nhà sao ông trả lời? Có mà tao ngủ rồi. Vậy tôi vô tôi ngủ với ông. Ê, sao mày vô nhà tao hoài vậy mày? Ông ba, tao thấy mày tao sợ mày quá mày kiếm tao hoài vậy? Tại lúc này ông mập quá vậy ông ba? Mập không con? Mập quá trời, uống thuốc gì mập dữ vậy ông? Nhờ chú ba mày bỏ hút thuốc bỏ rượu đó con. Ông bỏ được hả? Mày biết con tao uống rượu tới cái độ mà loét bao tử luôn mà. Chết cha. Tao bỏ rượu được 3 tháng nay uống mật ong nó mới khỏe như vậy nè con. Ủa không lẽ mật ong tốt vậy sao ta? Nghèo như con đừng có mơ uống mật ong. Đúng rồi, sớm con có ông giàu lắm á. Vậy hả? Ông uống rượu, với hút thuốc với bà lũng bao tử đó mà. Ghê lắm. Lũng phổi luôn á. Bác sĩ đi bỏ rượu đi uống mật ong giống ông đó. Tốt lắm. Hên ghê, được 4 tháng nay rồi. Giờ nó đâu rồi? Nó chết rồi. Sao chết? Uống ngọt quá qua tiểu đường chết queo luôn. Nước da này chắc chừng tháng nữa thôi. Mày vô duyên tao ghét mày lắm mày ơi. Mày cứ đi vòng vòng hoài tao sợ mày lắm. Mày đi về giùm tao đi. Má con dặn qua đây chơi 15 phút có 2-3 phút ông đuổi con về rồi má con chửi con sao. Mày ở chơi với tao mà mày nấu bậy tao sợ mày quá à. Trời đất ơi, ông ba giàu quá ông ba ơi. Chú ba giàu lâu rồi con? Ông cất cái nhà ở xóm ai cũng khen hết trơn ông ba. Chính chú ba mày thiết kế, chú ba mày xây luôn đó con. Trời ơi, nhà có cái tivi chà bá luôn đó. Để tivi cho bà con coi chơi vậy đó. Ủa sao cái nhà bự quá mà ông làm cái cửa nhỏ xíu à? Hả? Cái nhà bự mà ông làm cái cửa nhỏ xíu à? Đâu có cái cửa vậy vừa con. Bậy cái cửa này lỡ ông có chuyện gì làm sao khiêng ông ra. Trời ơi, nó nói tôi muốn nóng lạnh luôn trời. Mà thiệt, tôi lo cho ông chứ bộ. Tao lại mày, mày khỏi lo cho tao, tao sợ mày quá à. Mày vô duyên quá. Đi về được chưa? Mới 5 phút và còn 10 phút nữa. Bây giờ mày ở chơi với tao nhưng mà mày đừng có nói gì hết được không? Đừng nói sao được. Mày muốn cái gì mày ra dấu rồi cho ba hiểu ý mày liền luôn. Muốn gì ra dấu tao con. Không có nói nhà ra dấu. Muốn gì? Kiếm gì? Hả? Hả gì? Hả? Ờ nhà chú làm sao? Hả? 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 À. Tao... tao hiểu chết liền luôn á. Mày làm từ từ thôi. Hả? Lỗ tai. Hả? Cái hồng. Hả? À. Ý mày nói gì? Vợ ông đâu rồi? Tao đang vui mày nhắc tới bả cái tao buồn mày. Sao vậy? Mấy tháng nay rồi tao ăn không ngon ngủ không yên vì vợ tao mà. Sao vậy ông ba? Trời ơi, tao hận thêm ba mày. Vì sao? Vì người đã quên đi lời yêu. Chết cha. Người đã quên tao rồi. Tao còn nhớ đành xa ta bỏ ta một mình để rồi ra đi cách xa nghìn trùng. Không lẽ bà đi lấy Đài Loan ta? Kỷ niệm năm xưa sẽ tan như bọt bèo, ai ân ngày nào giờ như giấc mơ. Rồi bà bỏ ông lâu chưa ông bà? Em ơi, ta không gặp cơ. Thà đừng quen nhau, đừng cho hình bóng, đừng nhìn nhau lâu. Tôi không ôm ấp kỷ niệm đơn đau. Tôi hỏi vợ ông mà. Tình cha ấm áp như vần thái dương, ngọt không 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 hả không hả không hả. Đây đợi quay. Mày kêu tao bằng mày luôn rồi. Hỏi ông, tôi là ông khùng á. Tôi hỏi ông trả lời ông hát hoài á. Tao nói vợ tao bỏ tao rồi, mày cứ hỏi tao hoài à. Vợ bỏ có hai chữ ông hát ba bài luôn hả? Vợ bỏ rồi mày không... Ông hát kéo dài cho đủ 15 phút tôi đi về hả? Tôi biết rồi. Mà vợ ông bỏ không phải rồi. Sao phải? Ông nghĩ ông đi làm có tiền có bạc rồi về. Ông ăn nhậu đã đời ông về anh hành hạ vợ con. Ông thấy không? Ông đi ăn đi uống đi nhậu với bạn bè mấy trăm ngàn. Vợ con nhà sinh 50 ngàn, ông đó xài nhiều quá. Thấy không?
ông đâu có nhớ cái thổi Hàn Vi đâu ông ba. Ai nấu cơm cho ông ăn? Vợ tao. Ai? Ai giặt quần áo cho ông ạ? Vợ tao. Ai tắm rửa cho ông? Tao tự tắm mày. Quên tao. Mày gài tao hả mày? Tao quê mày lắm rồi nha. Tự nhiên mà đứng mày nạt tao luôn à. Đi về được chưa? Chưa đủ 15 phút à. Đủ rồi, nãy giờ 15 phút rồi, về đưa con bữa cát qua chơi nha con. Ủa mới đi lẹ vậy? Nãy mày hứa 15 phút mày về đó. Dạ thưa chú ba con về. Giỏi. Sẵn dịp đây con xin cầu chúc cho gia đình. Không. Mày không được chúc tao. Sao vậy? Mày nhớ có lần mày chúc gia đình tao hạnh phúc không? Nhớ. Vợ tao bỏ đi rồi đó. Mày vừa lòng hung thằng mỏ nhọn. Không có, là năm nay chúc có duyên đó không ba? Có duyên không? Bây giờ ông ba cho chúc cái rồi tôi đi về luôn cho rồi. Cái tôi ghiền chúc quá. Từ đó giờ ai cũng nói mày thằng vô duyên hết á. Dạ. Ê con, bữa nay con lấy uy tín con. Dạ. Con chúc làm sao con nói kiểu nào bà con của bác ở đây mà vỗ tay là chú ba lì xì cho con. Ông có tiền không? Trời đất. Vậy ông kêu chúc ông nha. Rồi chúc dạ, lên. Dạ thưa ông ba. Gì con? Năm nay là năm con khỉ. Đúng. Cầu chúc cho ông cung hỷ cung hỷ. Hay. Sức khỏe ông bền bỉ. Quá hay. Và sống lâu như khỉ. Nhổ tay quá trời. Hàng đâu? Không lì xì. Như cái vậy? Chưa ai bảo. Ai bảo mày nói tao giống khỉ. Vậy là ông chưa thấy rồi. Thấy gì? Chưa thấy khỉ già. Mày mất dạy rồi. Khỉ già xem mày chỉ vô mặt tao. Không có ý con muốn nói là mấy con khỉ già rồi nó còn trèo cái này nó nhảy qua cây kia. Ông thấy sức khỏe của nó dẻo dai không? À. Con muốn làm tới sức khỏe của ông dẻo dai, cái tay ông dài ra ông leo trèo như nó chứ bộ. Khỉ nó sống dai lắm hả? Dạ. Chúc ông sống dai như con đĩa hả? Tụi mày chúc tao hai con luôn hả? Dạ. Chú ba lì xì cho con. Dạ. Gì con? Trong bớt ông có hình ai mặc áo trắng đẹp. Mày hỏi tao mắc cỡ. Ai vậy? Hình cháu nội tao. Đẹp. Cháu nhỏ đẹp trai quá ta. Nó hát hay lắm hả mày? Chết cha, ông bà người ta nói nhỏ mà đẹp trai mà hát hay thế nào nó cũng bị. Trời ơi, mày nói cháu nội tao bị gì mày? Đúng quá. Mày mới nói nó bị cái gì? Nó nói là đẹp trai nó hát hay. Rồi bị cái gì? Thế nào nó cũng bị à. Bị hay. Đi về mày. Đi. Vô duyên. Thôi không dám về đâu. Tôi còn đi chơi. Về cháu nội ông có gì ông ngưa đổ thừa tôi. Mày đi về mày đừng nói gì hết, tao không đổ thừa mày đâu, mày đi về đi. Vậy là không có đổ thừa tôi nha. Ừ. Không có bét má tôi nha. Rồi. Có bà con làm chứng là tôi chưa có nói gì cháu nội ông hết á. Ừ. Tôi về mà nhỏ nó bị cúm gà được có đổ thừa tôi. Đi mày. Đi về. Về liền. Đi. Chưa chào bà con sao về được? Tao lại mày mà vô duyên lắm để tao chào cho. Dạ cái thưa quý vị, câu chuyện thần vô duyên tới đây chấm dứt. Xin kính chào quý vị.